Tiết dịch núm vú là tình trạng tiết ra chất dịch ở đầu núm vú. Khi phụ nữ có tình trạng tiết dịch núm vú nên đi khám bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt là phụ nữ từ 40 tuổi trở lên. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Anh Tuấn, hiện đang công tác tại khoa ngoại vú, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi rất vinh dự được chia sẻ với các bạn về chủ đề tiết dịch núm vú. Tiết dịch núm vú là tình trạng tiết ra chất dịch ở đầu núm vú, thường gặp ở chị em phụ nữ. Khi phụ nữ có tình trạng tiết dịch núm vú nên đi khám bác sĩ chuyên khoa đánh giá loại dịch tiết của bạn là loại gì và những cái dịch đó xuất hiện trong giai đoạn nào để xác định coi là có những cái nguyên nhân gì kèm theo gây tiết dịch núm vú hay không. Tùy vào những màu sắc của dịch tiết và các loại tổn thương đi kèm, bác sĩ có thể có cái chẩn đoán chính xác hơn. Tiết dịch núm vú chia làm hai nhóm chính là tiết dịch núm vú sinh lý và tiết dịch núm vú bệnh lý. Trong tiết dịch núm vú sinh lý thì thường sẽ gặp ở phụ nữ giai đoạn mang thai và cho con bú, thậm chí một số phụ nữ sau giai đoạn mà cho con bú xong thỉnh thoảng vẫn có thể tiết dịch núm vú, và trường hợp đó có thể kéo dài vài năm sau. Và đối với trường hợp mà tiết dịch núm vú bệnh lý phải cần phải đến thăm khám bác sĩ để loại trừ các nguyên nhân là ác tính. Đa số tình trạng tiết dịch núm vú là lành tính khi mà dịch tiết thì xuất hiện nhiều lỗ trên núm vú hay không. Khi mà đó thì có kèm theo là đau vú nè, có kèm theo là bạn sờ thấy một cái khối u ở vùng ngực. Tình trạng kinh nguyệt của bạn, tình trạng mang thai và cho bé bú, tình trạng tiền căn gia đình, có mắc bệnh lý ung thư kèm theo hay không. Và qua đó bác sĩ sẽ cho những cái xét nghiệm phù hợp, ví dụ như là siêu âm và nhũ ảnh, có thể đánh giá chính xác nhất cái tình trạng tiết dịch núm vú của mình. Thì người ta thấy rằng dịch tiết mà có lẫn máu, có kèm thêm là khối u bị một bên, thì đó là những trường hợp nguy hiểm, bạn nên đến khám tại phòng khám chuyên khoa. Để phòng ngừa tình trạng tiết dịch núm vú này, các chị em nên giữ cân nặng hợp lý, tăng cường thể dục thể thao, chế độ dinh dưỡng phù hợp và tránh các loại áo bó sát. Ngoài ra, đặc biệt cần chú ý đến khám tại phòng khám chuyên khoa khi có tiết dịch núm vú, và đặc biệt là nên theo cái chương trình tầm soát phát hiện sớm ung thư, đặc biệt là phụ nữ từ 40 tuổi trở lên. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề tiếp theo.